Con số người Palestine tử thương đã lên trên 300 người, tin từ Gaza. Quân đội Do Thái tiếp tục tấn công dải Gaza và con số người Palestine tử thương đã lên trên 300 người. Tại thành phố Gaza City, bàn ghế và đồ chơi trẻ em nằm trên các đống gạch vụn của những tòa nhà bị san bằng. Giới chức bệnh viện cho biết một cuộc không kích trong đêm qua đã làm 7 người thường dân tử thương. Từ chiều thứ Sáu đến sáng thứ Bảy, khoảng 19 người Palestine, trong đó có trẻ em ở Khan Yunis bị chết. Tài xế xe cứu thương Khamis Saad cho biết phi cơ thả bom nhà người anh của ông ta làm 4 người trong nhà bị chết, những người khác bị thương nặng. Giới chức Palestine cho biết từ ngày thứ Năm đến nay 65 người Palestine bị chết, trong đó có 15 người dưới 18 tuổi. Trong thời gian bị tấn công, bộ binh quân dân Gaza bắn qua lãnh thổ Do Thái 135 quả rocket, đa số bị hệ thống Iron Dome ngăn chặn. Một số rocket đã bắn đến thành phố Tel Aviv nhưng không làm ai bị thương. Nhân viên y tế ở Gaza cho biết từ ngày 8 tháng 7 đến hôm nay đã có 305 người Palestine bị chết, trong đó có 70 trẻ em và 25 phụ nữ.